con. Cô tên là Hà Thị Hằng, giáo viên trường Mầm Non Lâm Hòa. Các con ơi, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp nên cô và các con không thể đến lớp được. Nhưng khi ở nhà, ngoài việc thực hiện 5K, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt thì chúng ta còn phải luyện tập thể dục thể thao nữa đó các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con bài tập thể dục buổi sáng tại nhà. Bây giờ các con cùng tập với cô nhé. Động tác thứ nhất là cắt tay. 1 dịch. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.